Tiếp sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ván cờ hay, kịch tính và đầy hấp dẫn của chiến thần Vương Thiên Nhất với đối thủ là kỳ thủ Hồng Trí. Trận đấu diễn ra tại vòng bán kết Hạ Quế Bôi 2023 với bên đỏ đi tiên là kỳ thủ Hồng Trí. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.